Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, tổng số ca nhiễm 361.963, tổng số ca bình phục 344.053, số ca tử vong 25, số ca nhiễm trong ngày 518, trong đó 467 ca tại cộng đồng, 50 ca cách ly tại nhà. Số bệnh nhân đang điều trị 5.410. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 2.631.380 mẫu. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến quy mô cấp xã như sau. Đơn vị hành chính tỉnh Vĩnh Phúc phân loại cấp độ cấp 2, huyện, thành phố, cấp 1, 8, cấp 2, 1, xã, phường, thị trấn, cấp 1, 101, cấp 2, 33, cấp 3, 2.